tôi như bội gì đâu á. Dạ. Bởi mà đường ma vương quỷ phá, quỷ mà nó sẽ phá cái pháp của mình, nó có cho mà mình tu. Giờ ma vương nó, bà sư cô đó nói cái tiếng sư cô tội lỗi, đó là ma vương vương phá phá gì đâu mà nói lương lẹo, nói chuyện thiệt miệng mỏng thiệt lương lẹo quá. Bây giờ tôi nói chúng nghe, bà mới gặp mặt đầu tiên thôi là nói bà là ma vương ngụy đạo rồi đó, chứ thấy không? Mà người ta từ bi, Đức Phật từ bi, mẹ nói bà sân si, rồi sao mới nói là hết sân si? Chú thấy Đức Phật từ bi không? Mà nói lương, nói lẹo, nói đi nói tới ông thầy An Lạc Hạnh đó. Ông thầy An Lạc Hạnh đó, nói ra đi, ổng cũng là người cũng cao lắm nghe, mà nhìn chưa ra cái con Nico này nó, phải không? Mà làm sao mà nó nói là cô quen đó, là tà ma ngụy đạo nó đạt nó dắt. Mấy người ta tu mấy chục năm chưa nói được gì nữa. Mà những người cứ lên cái clip mà của gì, cái clip bị thực tế đó, trời ơi, thấy là sân si không? Thấy toàn là sân si không? Không biết tội phước là gì chứ. Mình nói với mình, còn nói là, còn những người á, nói là, cứ gọi mình là chúng sanh. Thì cô quen cũng là chúng sanh, cô quen cũng nói vậy. Chứ đâu phải mà nói là, cô quen là Đức Phật, rồi gọi là chúng sanh. Tôi nghe mấy người, bây giờ tôi không có thèm mở cái nữa, nghe nó nghe toàn là cái sân si không à. Ồ cái âm á, nói chuyện cái gì mà cái vụ gì mà ban ngày thì xuất pháp, ban đêm á thì tinh trùng nó vắng dần dần. Trời ơi, mày không có sạch sẽ mà cũng lớn tuổi rồi, muốn phê phá người ta thì mình phải nghe từ câu nói. Cái sư cô vô lần đầu tiên ha, là hồi mà cách 16 mà cúng đường, mà ngoài đường á, là cổ nói câu nói gì nè, nói mới bờ cái như là tin cổ không, tin là cổ nói phán cái là bé quen ở nhà không, muốn nghe không? Rồi thế là cô Giang nói ha, tôi gặp mặt đầu tiên nhìn cắm mắt bả là nói mà là yêu ma quỷ đạo rồi đó, thấy không? Ông gì mới nói nãy quên tiêu rồi, ông hay ấy cà ma hay đó, ông thầy An Lạc Hạnh đó. Đó ông giỏi cỡ nào mà nhìn chứ cô chưa ra mà cô em nhìn là ra liền, mà cứ nói ra cô là giả tạo rồi chứ nọ. Cô nói chú nghe nè, cái cô đó là ma dương, ổ ma dương một thấy quá ha. Tôi kể thì chú nghe là sớm tôi nè, là dạ, hai người đi chùa, mà bữa đó cái cô đó cũng đi chùa. Ý là chị nói là con giả hả? Gì chú? Đứng cô giả hả? Hả? Sư cô giả? Yeah. Sư cô này lừa đảo. Cái này là cũng muốn là lừa đảo mà trời ơi, cũng may á, nhờ trường ha, là hộ pháp, chứ nếu mà không có trường á thì sẽ như thế nào nữa kìa, chứ không phải là đừng nói đó. Đừng nói cô quen mà ăn tiền từ thiện gì. Cô quen đâu có xin ai đâu. Chị có hiểu được bên Phật pháp rồi. Trời ơi, tôi thiệt chú, tôi không bao giờ tôi ngã đâu. Nói thiệt, tôi nghe cô Giang mà phước pháp là tôi khóc lần nào tôi nghe, cũng khóc chứ. Tôi nói chú nghe nè, tôi gọi tôi hay mấy đứa nói với đứa em tôi với chị bạn rồi tôi nói. Mình đây á là ma dương đang thử thách mình, coi mình có trụ được không. Chứ không có phải lễ đâu nghe, không phải là mà thường đâu, đây là như mình trả bài chứ. Trả bài coi ai, cái người tu mà mấy chục năm mà ra mà nói chuyện nghe cũng không được luôn đó. Thôi ẩn luôn đi, ra nói chi cho tôi sân si. Dạ, bây giờ có nhiều người nói chị quen là cũng có nhiều thầy cũng ẩn danh ẩn tu này, họ nói chị quen là giả, không biết phải vậy không nhé, tại vì em không có hiểu bên Phật pháp. Trời ơi, chú hiểu cái chú đây nè, bởi ma dương nó nghe Phật đó mà chú, để tôi kể chú nghe là sớm tôi nghe là bữa đó tôi có ma vương hả chị, hả? Có ma vương đó hả? Dạ. Ma vương không có, mà chú thấy là Phật độ ma dương là cái chỗ nào không? Là Đức Phật không trả lời đi lại.
Yeah. Hello. Hello. Nói thiệt luôn, cái gì đâu mà nói bây giờ mình không có được làm thuốc được thì thôi đừng có nói cho chúng sanh đâu phẫn nộ lên thì mình càng càng tội thêm. Coi như chị á là quen với trường đến với nhau, chị có sai không chị? Không, tôi nói chú nghe nè, ghen nè, ba điều cô không có phạm vô. Một là cô không có đi đi tu, cưa cạo đầu. Hai là cô chồng cô đó thôi rồi. Rồi ba tuần tôi không biết không có vợ chưa, mà nhưng mà tôi lên mạng thì tôi không có thấy chuyện có vợ. Cái đó là phải chi mà cô Dương cô quen á, một là đi tu, hai á, là có chồng mà lấy trai, còn á ba nữa là cô này á là lấy cái chồng khác cái cao ta, đó là ba tội. Tôi hỏi chú bây giờ á hành trường á nó như là hộ pháp nha, nếu mà không có chuyện thì đi theo cái tôi này cỡ nào nữa. Sao không có sai, người ta là người dân phàm, người ta phàm chứ người ta đâu có phải mà cũng phải cho người ta mà có người hộ pháp người ta mới được. Nhiều người ta nói Trời đang ơi nói bị đang nhiều người ta nói đang thành căn mà chuyện nam nữ đó là sai. trời ơi, hành căn thì cái lúc thôi chứ không hành căn suốt hoài sao, ta đó hành căn suốt hoài. Vậy là được Mà có chuyện nha. tôi nghe nhiều lắm mà tôi không có nhớ hết, chứ thật sự nhiều người nói quen này kia đó tôi cũng cũng săn lên đó. Cái nghe của tôi là mở lên mà nghe người săn là tôi nói khác, tôi không thèm nghe luôn. Mình phải nghe, mình phải suy nghĩ từ câu nói của người ta. Bây giờ tôi nói chú nghe, cứ cứ phanh phui cái đời tư của người ta hoài, ai không có đời tư phải không? Mà bây giờ cho cô Danh á, cái này là điểm về cho cô, chứ không phải là tự cô đi tu phải không? Nhưng mà xuất gia rồi thì cô vẫn còn tính phàm, thì cô cũng phải trong đó phải có chút sân si. Mà không chú, tôi nói chú nghe, ví dụ cái người kia đối lại không không đúng, người ta không sân sao được phải không? Phải có một chút gì sân si, người ta thì từ từ người ta mới chủ lại được đó. Người ta chủ lại được, cái người nè tôi ẩn tôi mấy chục năm mà còn còn chưa hết sân nữa phải không? Còn này người ta mới là hành tăng có năm mấy nay à. Mà tôi hỏi chú á, bây giờ nó là người khùng, ai khùng không, ai khùng mà ra ngoài đường ngồi bỏ con mà bơ bắt vậy, người bán số ai trả tiền không trả thì thôi, còn thì khi cho hết người ta nữa có khùng không, rồi nói là cái gì ngáo. Tôi hỏi chú bây giờ người khùng người ngáo có nói chuyện được gì không, thầy tu mấy chục năm còn chưa nói được gì nữa mà nói người ta là ngáo là khùng. Mình nói mình phải suy nghĩ, mà giờ mình coi á muốn nói người ta cái gì mình phải coi từ đầu tới đuôi và những câu nói người ta nói là nói chúng sanh lỗi, người ta nói tại sao nói chúng sanh thì cô cũng chẳng nói là cô là chúng sanh vậy, cấp mà lên đó chú phải không? Cô cũng nói là chú cô chúng là chúng sanh vậy. Thật nghe nó nghe những người mà tu rồi nói nhìn không có ra không có rõ, rồi nói là cô này gì kia kia nọ, thấy thấy tội cho mấy người tu mấy chục năm quá, thì tôi không có tu đâu. Nhưng mà tôi phải nghe Phật pháp, tôi thích nghe Phật pháp thì rất học hỏi, tôi không có một nít nhỏ mà tôi nghe đúng tôi cũng học hỏi luôn, Nếu mà không tôi không chơi lớn nhỏ. theo chị là quen như vậy là đúng chứ, hoặc là không phải là giả không chị? Tôi thấy là đúng chứ không có giả được đâu, có giả ngàn đường nào mà được hết trơn, Tại vì phân không có giả pháp được đâu. thì em không có gần cho nên em không nói được. Tôi nhìn nói ra đi, nhìn và mình phải nhìn, mình nhìn từ câu nói, từ nhìn cử chỉ của người ta phải không? Chứ mình nghe đầu này chút rồi nghe đầu kia chút rồi nghe đầu nọ chút rồi kết luận lại thì cũng không được, mình phải nhìn từ trước tới sau nó là sao. Còn bây giờ nhìn đầu đi, hồi cảnh tê đi, cảnh tê quay lần đầu tiên đi phải không? Cái này là tự tiên tê quay lên chứ phải đâu phải cô quen nó kêu chứ cái người này lên rồi quay đâu phải không? Đâu phải người ta kêu mình đâu quay lên nổi tiếng đâu mà ta đâu có xin tiền mình phải không? Rồi có ai mà khùng gì mà đi đi ngoài nắng ngoài nôi đội trong đạp tắt cả đầu đội trời, đâu có ai bị khùng, không ai mà ngu khùng cỡ đó đâu. Nói thiệt chứ bây giờ bao nhiêu người đi không ngu khùng vậy đi, tôi làm không làm được không, không bao giờ. Và tôi nói chú nghe nè, bây giờ tôi nói mà đàn nổi tiếng là hài phải không, mà bây giờ để kêu mấy người đó đi tự nhiên, đừng có trang điểm đừng có gì trơn, mà ngồi mà da sắc mặt như cô quen đi, gương cái cặp mắt như quen này được không, người ta là người tài đó thử ra được không,
mà cô quen nhìn ha là tự nhiên ha, cái lúc mà không lên khác mà cái lúc nhập vô là khác nha, gương mặt là cái dưới cặp mắt là thấy hiền thần lắm, nhìn thấy hiền thần lắm. Chứ không phải mà nhìn nhìn có cô bình thường thì nhìn cái mặt cô đi là khác, nhưng mà điểm lên gọi là nhìn cô khác liền. Yeah. Mình phải nhìn, mình phải xem ai mà giả mạo được. Bây giờ nó giờ nói ví dụ mà thằng chồng nó gì đó, cô không có vừa ý, không có hài lòng chồng đó. Bây giờ nói chú nha, bây giờ nó nói bây giờ nếu có chồng thì ở lại chồng, thằng chồng đó nó có hộ pháp được với cô này không? Yeah. Chú nghĩ thì có hộ pháp được với cô này không? Ăn nói không có đúng đắn gì trơn, đầu thì nói đằng này, đầu thì nói đằng kia, nghe không có được gì trơn. Yeah. Con cái thì bỏ để vợ, nếu mà sợ chú cái thằng chồng quen này á, tính á, nếu mà nó tốt á nha, thì cách mà vợ nó bây giờ cho là khùng đi, đừng có nói điểm, cho là khùng đi, mình bán vé số rồi nằm con cái gì, mình cũng phải quan tâm vợ, không quan tâm vợ mình cũng phải quan tâm con mình. Yeah. Phải là đúng, cái đó nói đúng là người chồng chứ, ở đâu mà để mà con mà để nằm trên đùi đó rồi bán vé số rồi ngồi như vậy đó, rồi để chính quyền đem vô gửi con, phải không? Đừng có nói đấy là thằng Tuấn này là thằng này là không con không có ra gì hết trơn, nói thiệt. Tôi nghe nói mà tôi bức xúc, ổng đã tuấn điện đồ này kia mà điện không được. Yeah. Tôi còn nhiều nhiều những người mà nói là tôi cũng để trong bụng dữ mày, tự nhiên tôi nói cái tôi quên, nó nhớ. Yeah. Nó người địa chỉ là điểm mà quen để mà chỉ nhục ha. Thiệt á, tôi quên chứ phải tôi ngồi tôi chỉ từ cái cho nghe. Còn nói về cái cô mà nói về 32 tướng tốt, 8 người vẻ đẹp nha. Cái đó là cổ nói cũng tốt, nhưng đúng hay không, nhưng là cũng tốt. Nhưng cô này cũng có cái căn tu người ta, cái hiểu tới đầu người ta đó, đó nhiều năng hiểu cái nội cái tốt của người ta, cái tốt, cái tâm cái tốt của người ta ha, ta suy nghĩ ở đâu, thì người ta nói tới đó, chứ mình cũng chưa chắc không biết làm sao mà tướng tốt hay sao, phải không? Yeah. Còn tôi nói chú nghe nè, bởi vì cái người chồng nói xấu, nói này chi nọ, mình cũng không nhìn được, nhưng mà ta nói cái tâm thì sanh cái tướng, phải không chú? Người ta cái tâm cái tướng á, là cái gương mặt, chú nhìn cái người đó biết người tốt hay người xấu, người hiền người không hiền. Còn cái tướng á, là cái khẩu mình tốt à, cái tâm mình nghĩ sao là cái khẩu mình đưa ra vậy, phải không chú? Yeah. Cái tâm mình không tốt thì mình mở miệng ra cũng không tốt luôn, thật sự luôn á. Bây giờ mà tôi nói á, thôi mấy anh mấy chị á, bây giờ mình đừng có không đồng ý thì thôi, mình đừng nói càng khổ nghiệp. Yeah. Khổ nghiệp nặng lắm chứ không phải chơi đâu. Người ta nói thì nói pháp, phải chi mà cô quen nói rồi nói mua bán pháp bán hay mua thằng bán thằng. Cô đâu có nói mà giao, ừ bây giờ tôi nói một bộ pháp này phải trả tôi bao nhiêu tiền, phải không? Đâu có nói. Mà tôi nói tôi nghe nè, ha. Bây giờ tôi nói, cô quen nó hay nói rất là mình an lạc. An lạc, rất là an lạc luôn. Bởi vì mà ai tin thì tin, ai không tin thì đừng có xài trễ mắng với người ta. Yeah. Đừng có thông tin có quả báo, nhân quả hết trơn á. Yeah. Đừng có nói, bà tôi kể vô chú nghe nè, bởi vì con ma, con Phật khác nhau ha. Bây giờ, con Phật thì Phật rước, con ma thì ma rước. Ở sớm tôi, đợt đó tụi tôi đi chùa. Cái về, cái cô hỏi, bữa đó có đưa chùa mà cô hỏi ừ bữa nay đi chùa sao thì chúng nhập kể. Cái cô đó trả lời gì là không có nói vô mà trả lời nè, tôi phải đi xuống địa ngục à, đi có Mỹ người đó ma hay Phật, đã cái người Phật ma rồi anh đó mất chịu thích Phật đâu. Yeah. Ghét nó Phật pháp lắm, không có nghe đâu. Yeah. Bởi vì người chị bạn nào sáng nó học sáng qua nói là nói cho cô này giả, không phải đâu, suy nghĩ lại đi, đừng có nói gì. Cái này á là mình coi như mình trả bài đó, cái này là trả bài ông đức thầy ông làm như vậy á ha, đặng coi cái tâm tánh của mỗi người chúng sanh của mình. Yeah. Coi mình nghĩ như thế nào, chứ không phải là giả đâu, không phải là giả, qua giả ai mà giả nói được gì không. Yeah. Không, bây giờ mấy chục năm vẫn chưa nói được luôn. Yeah. Nói được đâu. Ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, đừng có chửi. Yeah. Mắng tội chết, tội lắm luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Tôi nghe mà tôi nhiều khi mình muốn tức trả lời liền, sao trả lời liền, nói gì mà nói quá đáng con người ta luôn, trời dễ nói rồi. Người đừng có nói tới cái bà, nói cái bà Linh này nữa, đừng có nói tới bà, không nói bà Sĩ Cô đó, bà Linh này, bà lương lẹo, bà lèo, bà lái, bà lắc qua lắc lại. Rồi cái nghĩ nói là
nói là quên cầu cứu bà, cầu cái đầu của bà chứ cầu cứu bà. Người ta thương nhau mà nói cầu cứu là có đó đã biện hộ cho bà. Bà biết bà làm gì là không có đúng nên bà biện hộ bà thôi. Tôi nghe nhiều thông tin mà nói Quyền Linh Nico giả này là đang thưa kiện gì đó. Hả? Đang nói là đang thưa kiện gì trường với quen với những anh em YouTube mà đưa lên trái chiều. Nó nói là học cao lắm và học tiến sĩ hay thạc sĩ gì làm lum hết trơn. À, cái đó tôi không có nghe. Dạ. Nghe mà những cái clip mà nói gì mà nói mình làm gì mình thấy có tạo chút phước chút đức mình đâu coi đâu đó cho nó đàng hoàng. Nếu mà theo chị hay người mà xuất gia ăn chay niệm Phật thì sang vô chuyện của đời ngoài đời thì chị suy nghĩ như nào, đúng hay sai? Ôi, không có ai mà cho cô mà đi ra làm gì đâu. Yeah. Không có đâu. Không có người chứ cô nào tu chùa mà ra mình nói chuyện đời ngoài đó. Bây giờ ví dụ như hưởng ngưỡng mộ của quen lại nói tâm sự mà nói về đạo pháp rồi thôi. Yeah. Đâu mà lại mà lằng nhằng rồi chị tôi nghe cái gì âm của cổ của cái cô đó cái gì mà kêu quen ngồi rằng rồi tay này cái quen để dưới tay cô để trên rồi tay quen để lên nữa rồi đòi ôm mắt không hết gì nhớ trời ơi nha thôi thôi trời ơi con nói cô này ha ha không tội nào không có không biết địa ngục bả xuống tới địa ngục nào nữa chứ đừng có nói không có nói mà địa ngục. Dạ. Bả tôi thì tôi nói nghe đi tôi không biết cái địa ngục là như thế nào nha, nhưng mà tôi cũng coi cái clip này là cái ông vua đường đó ông bị xuống ai gì vô giám địa ngục á. Dạ. Là lên clip của ngoài Trung Quốc á tôi mở coi được. Dạ. Là hành phạt không có ngày không có giờ nào mà ngơi nghỉ luôn á. Yeah. Là không biết bao nhiêu trăm năm ngàn năm trăm năm gì đó đó mình phải sợ tội chứ mình đừng có nói không có địa ngục, mình phải sợ tội đi, đừng có nói quá cái lỗ miệng mình yeah. Không hưởng thì con mình nó hưởng, đừng có nói thêm rồi nói bớt cho người ta. Yeah. Mà cô nói cô quen này là không có giả đâu, không có giả đâu. Yeah. Tâm tôi chủ lắm, tôi không có tin đâu ai mà giờ mà nói mà sang khi quá tôi tắt rồi, tôi không nghe đâu. Yeah. Kiếm cái tôi kiếm nghe clip của chú nhà, tiếp cái clip của gì nói vụ khi ăn cái gì, khi ăn cũng vậy nữa. Trời ơi cái gì đâu mà bây giờ ví dụ mà mình đã đưa cô Vinh lên rồi, mà sao mình đạp xuống vậy, phải không? Yeah. Mình cái gì á thì mình cũng phải nói với thằng trường tâm sự mới là đúng chứ đâu phải mà đưa lên cậu chú dằn tới dằn lui gì xác thịt mấy lần. Yeah. giống như là cô quen với là chú vợ chồng đang cô quen đang ngoại tình rồi cậu chú đang điều tra thật sự luôn á. Nhìn nghe chú nghe thử để tỷ hay phải không, giống như vợ chồng mà cô quen ngoại tình điều tra rồi chứ ở mấy lần không có được, không có đúng. Yeah. Tôi đừng có làm như không có đúng. Mình nên hợp lại, mình là phải nói làm sao, anh em bàn sao cho nó hợp lý. Chứ nếu mà nói vậy thì không có được. Yeah. Dù mình không có tình tứ gì cũng vậy, mà cái câu nói điều tra người ta vậy là người ta phải đánh giá mình. Yeah. Đánh giá mình không đúng không? Yeah. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi vậy tôi cũng bây giờ bữa nay tôi cũng hả hơi tôi cũng phải tôi căng khi mà tôi nghe mấy người căng tôi lại chưa không nổi. Dạ. Cảm ơn chú nha. Chúc chị sức khỏe. Dạ.